Chào mừng các bạn đã đến với video hướng dẫn cho Elden Ring của mình. Mình là Chim Vạn Giấy Cót. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Ở tập trước thì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho thằng Uran và có đập một tên khổng lồ, đó chính là cái thằng Fire Giant. Sau đó thì mình đi kế thừa cái ngọn lửa hỗn mang và thay cho Melina nhóm lửa. Tuy từ nay về sau Melina sẽ ghét mình và không chơi với mình nữa, nhưng mà mình không hề muốn hy sinh bạn bè một chút nào hết. Cho nên là nếu có cho mình chọn lựa lại á thì mình cũng sẽ vẫn chọn đi cái con đường này thôi. Thế còn trong tập này mình sẽ kiếm thêm cho các bạn một vài cái bell giúp các bạn có thể mua các loại đá 7, 8, 9 nhá. Cho nên là trong cuộc hành trình phía trước ấy, không cần thiết phải quá mạo hiểm để nhặt mấy cái cục đá còm ấy nữa đâu. Nếu mà bỏ qua được thì cứ bỏ qua nhá. Từ nay về sau mình sẽ chỉ chơi đá xịn thôi. Đá cuối á, đá có thể bạch ấy. Thế còn cái ngai vàng Elden Lord cũng đã gần lắm rồi. Đập phá đốt cái lên đeo á, thiêu nó ra thành tro nữa là xong thôi. Thế bắt đầu cuộc hành trình kìa. Bay tới Farumazula. Đi theo lối này nhá. Nhảy lên. Ở kia có một thằng người thú pháp sư nhá. Cẩn thận với mấy thằng này. Ở đây có cục đó. Grab Global Wood cuối á, không không xài tới đâu, mình không chơi mấy cái loại cho thường. Còn cần Mimic với Tiche là đã bá lắm rồi, xài mấy cái cho Sida làm gì. À, nhảy xuống đây. Ở đây có thằng người thú pháp sư đợi nhá. Chiến đấu như một shinobi luôn. Trước khi chuyển qua qua nghề làm thán đi thì mình đã
hoạt động trong ngành Shinobi được rất là lâu rồi. Lão làng luôn. Đó, đây có quyển sách này. Này thôi. Quyển thần chú sét đỏ. Thế còn ở đây có cái bell này, nó sẽ cho phép mình mua Somber 78 nhá. À. Thế còn để có thể mua được Somber 9 thì sẽ cần một cái bell riêng nhá, bell số 5. Thế còn bằng một cái sự thần kỳ nào đó mà anh Chu mày nghĩ mò được tới đây này. À. Giỏi phết nhé. Yeah. Với cái cơ thể đồ sộ như vậy mà mò được tới đây. Không hiểu đi con đường nào mà siêu á. Chỉ có thể là game. Sorry á, mấy hôm nay mình ho hơi nhiều. Tội hút thuốc lá như là cơm bữa. Mỗi ngày hết một bao. Thế con sẽ nào? Ở cái chỗ kia ấy. Có mỗi một viên đá 8 thôi nhá. Đừng có mạo hiểm ra đấy, bởi vì là sẽ có một con rồng nó xà xuống á. Kể ra mà giết con rồng ấy nó rơi ra cái gì thì ok luôn. Nhưng mà mình giết nó rồi, chả rơi ra cái gì đâu. Cho nên là thôi nhá, bỏ qua. Đánh nhau làm gì cho tốn thời gian. Thế còn đừng có dây với cái bọn mặt sâu ở đây á. Kệ xác chúng nó đi. Nhảy xuống đây. Quanh đây cũng có mấy viên đá thôi. Không cần thiết phải tốn thời gian nha. Trèo lên trên này. Nhảy xuống. Khổ thân mấy ông mặt sâu à. Chắc là cũng hút thuốc lào nhiều lắm rồi, cho nên là họ lấy họ để. Đây có cái bell nhá. Nó sẽ cho phép mình mua Grape Glover Wood 789 đấy. Ok xong. Quay lại. Bây giờ đi theo lối này nhá. Sẽ nào. Bằng một cái cách nào đó ấy, mà cái căn bệnh của ông Godwin đấy, nó đã lan được tới cái thành phố nổi ở trên không này, cái thành phố Farumazula này. Thì bình thường ấy là cái căn bệnh đó nó sẽ lan theo cái rễ cây ớt truy mà lan tới mọi nơi ở trên vùng trung địa. Nhưng mà cái thành phố này nó trôi nổi trên không thì nó lại lan tới kiểu gì, khá là khó hiểu. Thì chờ xíu. Thì theo giả thiết của mình ấy thì có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cái thành phố này trước kia nó đã từng ở dưới đất và vì một lý do nào đó mà bây giờ nó mới nổi ở trên không. Thì như vậy thì cái căn bệnh của ông Godwin mới có thể theo rễ cây ớt tree mà lan tới đây được. Thế còn cái trường hợp thứ hai á là nó lan thông qua cái con đường mà ngày trước ấy con Randy đã từng sử dụng để tới đây và ăn trộm cái mảnh rune tử thần đấy, rune of death đấy.
Thì nếu mà là theo cái trường hợp thứ nhất ấy, thì như vậy là cái thành phố Fadumazula này nó mới nổi lên trên không từ sau khi Godwin chết nhá. Mà nếu như mà nó đã từng ở dưới đất ấy, thì con Randy nó đã chả phải lặn lội cất công bắt tay với thằng Raikat để đi ăn trộm cái mảnh rune tử thần làm cái gì. Một mình nó cũng lấy được mà dễ, bởi vì ở dưới đất thì nó sẽ dễ tới được hơn là ở trên không. Cho nên là là theo mình thì mình nghiêng về cái giả thiết thứ hai hơn, nhưng mà đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi nhá, không phải là theo một cái thông tin chính xác nào đâu. Thế còn căn bệnh của ông Godwin đấy, nó đã khiến cho mấy cái thằng người thú chết rồi á, chúng nó sống lại và đi lang thang ở trước mặt thì kìa. Cho nên là cái cây Golden Epita sẽ rất là hiệu quả để đối phó với cái bọn này á. Sorry, ho quá, ho quá. Bọn này rất là sợ Saturn Holy á, xác sống mà. Búp lên. Không thể tái sinh được luôn. Không cần nhặt nhạnh đồ ở đây đâu nhá, tốn thời gian, toàn mấy món sida mà. Ở đây có viên đá chín thôi, thế thôi. Xong bật chín á, thế con nhảy xuống nhá, nhưng mà phải lấy đà nhảy nhá, chứ đừng đừng roll. Đó. Mình thử roll rồi chết luôn đấy. Quá chìm ơi là chìm, hút hít cho lắm mà khổ con khổ vợ thôi. Nhảy theo hướng này á. Ở đây có một cục grip, grip cuối nữa thôi, hết rồi, hết rồi.
Bây giờ lại nhảy tiếp. Tiếp. Ở đây có mấy cái thằng Banshee á. Bọn này chúng nó mặc giáp ấy, giáp sắt ấy, cho nên là sát thương sấm sét sẽ rất là hiệu quả nhá. Một xiên gần chết luôn. Vật lý học cơ bản. Đây có cái trò này. Hả? Trò của mấy cái thằng người thú á. Ở đây có Summon Sai và ông Bernard nhá. Đừng có gọi lên, vỡ mồm á. Thế con chạy vào giữa rồi rẽ trái nhá, tìm chỗ đấp thật nhanh. Gọi Mimic ra. Mimic lên trước đi em. Đó, cứ dùng cây đinh ba của ông Mock này nhá. Cùng nhau diễu hành với Mimic, kiểu gì cũng thắng. Thế còn sau khi hạ gục được hai thằng này á, thì mình nhận được một cái bell cho phép mình mua đá 78 nhá. Đá Smithing 78 á. Và một cái Ash of War có tên là Bão Lửa Đen. Khoáng nốt mấy món ở đây về.
À, chiến. Checkpoint. Thế là đi đúng một vòng á. Clear cả boss cả lính á. Hình như mình nhớ không nhầm thì ở kia có một cái chìa khóa. Lấy nốt. Đây, đây mới là chìa khóa đây. Chỉ nhớ của thà đi. Chỉ nhớ thân sau đấy. Thế còn nhá, để xem mình nhớ không sai thì đây là một cái sáp giúp bôi bôi sấm sét lên vũ khí. À, nhầm. Sáp thì đúng nhưng mà nó bôi cái gì đó gây sát thương đến cái bọn rồng. Tức là mới đúng 50% rồi. Một nửa cái bánh mì thì vẫn là cái bánh mì nhưng mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Thôi, về giao chuông. Nào xem thành quả nào. Có thể mua được một mớ đá này, mặc ngon. 24 viên. Thế rồi. Thế này là quá hị rồi. Giờ trở đi không cần nhặt đá nữa nhá. Tất nhiên là đá cuối á, đá của thầy Bạch thì vẫn phải nhặt. À, về vũ khí diệt thần này. Thôi được rồi, hiểu. Thì đại loại là bác bị trói buộc với hội bàn tròn vì lời hứa với Marika, rèn cho Marika một vũ khí có thể giết được các vị thần, đại loại thế. Thế rồi. Tội nghiệp bác. Một mớ số 19. Ừ.
thế thôi. Ok, đi tiếp nhá. Cầm thêm cái đuốc đuổi chó đã. Bay tới đây nhá. Đi theo lối này nhá. Hết rồi. Nhảy theo lối này á, cầm sẵn được. Đó, một viên đá cuối ạ, đừng quên nhá. Hết rồi.
hướng này để tí nữa quay lại. Nhảy xuống đây á, chỗ đây nhảy cẩn thận đấy. Đây có cái bùa này đó. Các bạn có thể thấy là cái rễ cây thoái hóa của cây ớt chuối á, nó mọc lan tới đây này, rất là kỳ lạ, không hiểu mọc kiểu gì. Đấy. Các bạn có thể thấy cái con mắt này, thấy chưa? Đến một lúc nào đó nhá, cái rễ này nó mọc đủ to, nó sẽ giống như là cái khuôn mặt ở dưới dưới đáy của tòa thành Stormveil á. Khuôn mặt của hoàng tử của cái chết. Cao quá. Thôi, chỗ này đi rồi. Hết rồi. Bây giờ quay lại nhá. Chỗ này có hai thằng Crucible nhá. Cái thằng hiệp sĩ kiến tạo ạ. Mà vì chúng nó mặc giáp sắt mà, cho nên là điểm yếu của chúng nó sẽ là sẽ được sập xét nhá. Đấy, nhầm. Not this way. This way. Hello. Ra sát thương sấm sét đây bọn này ấy. Tầm này cũng khá là yếu rồi. Bọn này ở đây cứ như kiểu cả doping ấy. Khỏe ghê. Mà giáp của bọn này hình như là bằng đồng ấy, chứ không phải là bằng sắt đâu. Đồng càng tốt. Đồng dẫn điện tốt hơn sắt nhiều. Đồng thau. Đồng đỏ. Để cẩn thận nhá. Hãy
tới đây thôi, đi gặp Alexander nè. Bây giờ quay trở lại chỗ này nhá. Còn thằng kia nữa. Hê hê hê. Shinobi thả đi. Hello. Đúng thế, cứ đi thành top nha. Yeah. Good job. I like it. Dưới kia có một thằng quái vật kìa. Đấy, cái thằng Draconic G-Sentinel á. Được nhờn với nó nhá. Yeah. Thằng này có khi còn khỏe hơn cả boss đấy. Mang tiếng là mini boss. Golden Seed này. Golden Seed này không cần thiết. Ở đây có con bọ nhá, nó sẽ mang một cái phép thần chú á. Xong thế con mặc xác cái con rồng kia đi nhá, đừng có ra nhặt cái viên đá 8 ở đấy. Đánh nhau với con quật què mệt lắm, tốn thời gian. Hết rồi. Chơi đá thường làm gì, bây giờ chỉ chơi đá xịn thôi. Mình tự chế được đá mà. Thì con đi theo hướng này á. Có đá thầy bạch là không thể tự chế được rồi. Hello. Thế con á, đây là cái điều mà mình không hề muốn làm. Không hề muốn một tí nào hết nhá. Khi mà các bạn nói chuyện với Alexander ấy, anh ấy sẽ yêu cầu được chiến đấu với anh ấy. Ừ. Và đây sẽ là
là lần chiến đấu cuối cùng của Alexander nhá. Thì bình thường thì mình sẽ bỏ qua cái cuộc chiến vô nghĩa này, nhưng mà vì đây là hướng dẫn mà, cho nên là City of that aside, out there's of course. Which mean would you kindly come and tell me? I've been long. Thôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. You are ready? Then let us begin. I am the great Jar Warrior, Iron Fist Alexander. Lend me strength, O Warrior. Let us become one champion together. My thanks. I knew you were the stuff of champions. Cảm ơn nhé. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Thì còn sau khi đánh bại được Alexander á, thì mình sẽ nhận được một tấm bùa nhá, xem nào. Nó sẽ tăng rất là nhiều sát thương cho các kỹ năng nhá, cả sập bùa á. Trên tấm bùa này nó còn dính những cái mảng thịt có lẫn những cái sợi tóc đỏ nhá. Thì sau khi mình đánh bại Radahn á, thì Alexander anh ấy đã lọ mọ tới nhặt cái thi hài của Radahn và nhét vào trong bụng với mong muốn là có thể kế thừa được cái sức mạnh chiến đấu của Radahn. Mà như mình đã từng nói rồi, nó là một cái ý nghĩ rất là ngây thơ. Một cơ thể bằng gốm sứ thì không thể bằng một cơ thể bằng bằng da thịt được. Thế còn ngoài ra ấy, mình nhận được một cái quả tim đúng không? Nội tạng của Alexander. Nhảy theo hướng này á. Thả đi chim đã từng là Shinobi và đâm đít hàng nghìn thằng, nhưng mà sau cùng mình thả đi chim cũng chỉ là một con người đa cảm. Đó, thế còn ở đây có quyển sách nhá. Thế thôi. Hết rồi. Còn mấy viên đá đấy nhưng mà đừng tốn thời gian nhặt nhá. Bỏ đi. Thôi, bây giờ nhá, xách cái nội tạng của từ từ đã, xem mình còn thiếu gì không nào.
Ôi giời, xách cái nội tạng của Alexander về giao cho ra bên nhá. Sorry, hơi tốn thời gian chút. Đã đi chim hơi tâm trạng không được tốt. Cứ lần nào phải nhìn những người bạn của mình ngã xuống như thế này, mình đều cảm thấy rất là khó chịu, rất là buồn. Chào bạn. Đó, giao nội tạng của Alexander cho ra bên nhá. Đó, và ra bên sẽ lên đường để học tập theo người bác của mình nhá, trở thành một chiến binh chung và để lại cho mình một chiếc bùa này. Đó, cái bùa này nó sẽ gia tăng sức sát thương cho các cái lọ để ném nhá, các quả bom á. Nếu mà nghĩ theo một cái chiều hướng tích cực ấy thì Alexander vẫn còn, tức là ý chí của Alexander vẫn còn tồn tại bên trong gia bền nhá. Như vậy thì cũng là một điều không quá buồn. Bye bye Jabin nhá. Chúc bạn sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn bác của mình. Thế rồi. Lại quay trở lại Faro Mazula nhá. Phiền đấy.
Thế cho vuông. Rồng mới trả giật. Cái con rồng đấy không hiểu vì sao nhưng mà nó đã bị trọng thương rồi. Nó chỉ có thể đứng ở đây và hú hét thôi. Thế còn đây là một viên sông bầu quấy á. Đá của thầy Bạch đấy. À, hết rồi. Nhảy xuống. Bây giờ quay lại á. Nhảy khéo vào. Chỗ này nhảy được kìa. Đó. Ở đây có một bộ giáp này. Cái bộ giáp này đã từng được cái con Eleonora ấy, cái con mà Crush của bác Yura ấy, từng mặc á. Cái con mất dạy mà nó dám giết bác Yura của mình ấy. Hư, yeah. Hư thật mất hết. Hết rồi, trên này chả còn gì nữa đâu. Còn mấy cái tên đỏ thôi. Cậy xác cái thằng kia đi. Đi xuống. Còn chỗ này á, mình có thể nhảy được á, nhưng mà phải đi thật chậm thôi nhá, thật từ tốn thôi. Đó. Đó, giải quyết chiến trường nào. Phải chặt lắm, đừng có bay đặt xòe cánh nhá. Thế bố tiên sư đã vừa nói xong. Ôi thôi thôi. Biết. Còn đi lên trên này nhá. Trên này có một tấm bùa cực ngon đấy.
Bùa kháng xét cộng 2. Như vậy là cái dòng bùa thiên để phòng thủ của mình á thì có cái này là tăng coi như là cực hạn hấp thụ sát thương vật lý này, cực ngon. Cái này thì sẽ tăng cực hạn hấp thụ sát thương phép này. Thế còn vẫn còn thiếu một cái bùa bùa kháng lửa cộng 2 nữa thôi. Đó. Toàn bộ là thiếu đúng cái bùa kháng lửa cộng 2 nữa thôi, còn lại là cộng 2 hết rồi. Mặc ngon. Cái bùa kháng lửa cộng 2 đó ở Kelly nha. Đấy sao? Chúng ta chơi đến cái tầm này rồi á, tầm level này á, thì đeo cái bùa đấy nó cũng không ăn thua lắm. Để slot thì cắm cái bùa khác vào thì nó hay hơn. Có thì cũng được, không có chả sao. Úi rồi, chỗ này còn một cái khiên nữa thôi, thế là hết, không còn gì nhiều nhặn để mà nhặt nhạnh nữa đâu. Thôi. Đây, cái khiên nó ở đây á. Đó, còn cái gì lặt vặt thì các bạn chịu khó mà xuống mà nhặt nốt xem nó là cái gì á. Chắc chắn là chả có gì quan trọng đâu thì mình mới không nhớ. Cái rễ cây Earth Tree, chả hiểu mọc lan tới đây kiểu gì à, tài thế. Bây giờ đi theo hướng này á. Không cần đánh nhau nữa, tốn thời gian. Úi giời. Tí chết. Sợ thật. Quá nó rát thật đấy. Bảo rồi, mấy cái thằng người thú pháp sư thì ghê lắm. Xét nó giật đau lắm. Cẩn thận nhé, trong này còn hai thằng người thú pháp sư nữa cơ.
Một thằng ở đây này. Xong. Đó. Tí nữa thì dính nguyên hai cái phát xét của nó chết ngay và luôn đấy. Thế còn đây là cái bell nhá. Đó. Cái bell này nó sẽ cho mình mua somber 9 á. Mặc ngon. Thế là đủ bộ rồi. Giờ là anh có thể tự chế đá được rồi. Sao về tuy đá của mình không xịn bằng đá của thầy Bạch nhưng mà thế là cũng đạt đến 93% độ tinh khiết rồi. Mắc ngon rồi đấy, đùa đâu. Đó. Này. Thôi, đủ rồi. Đã xong nhá. Rồi, không còn gì. Không còn gì để nói chuyện. Bây giờ hội bàn tròn này chống hôi chống hoác này. Không còn móng nào. Con đường của một Elden Lord này. Toàn nước mắt và sự cô độc này. Rồi. Thôi đi tiếp nhá. Bay tới đây nhá. Đó, phần thưởng là bộ giáp của thằng này á. Thế còn cái khu boss room này để chốc xử lý á. Chưa có key item thì chưa đối mặt với nó được đâu. Tất nhiên là solo với nó lúc này cũng được thôi. Nhưng mà có thêm một món nữa sẽ giúp các bạn chiến đấu với nó một cách dễ dàng hơn nhá. Huh?
Thế con đi theo hướng này không? Ở đây có mấy thằng người thú á, nhưng mà chúng nó què quạt hết rồi, bị thằng Bernard nó đập cho ra bã hết rồi đấy, nằm hẹo một đống ở đây. Ở đây thằng Bernard nó khỏe lắm nhá, đừng nhờn với nó, tốt nhất là nhét kiếm vào mồm nó, không cho nó quẩy. Nó hiện lên xâm lược mình như này. Đó, phần thưởng sẽ là bộ giáp của thằng Bernard và cái chày của nó nhá. Cái chày của nó là một món vũ khí huyền thoại đó. Tuy nhiên thì cái chày này so với các món vũ khí huyền thoại khác thì khá là phế. Bởi vì cái kỹ năng của nó thì khá là dễ né thôi. Bù lại thì khi mà mình dùng kỹ năng trúng kẻ địch ấy thì mình sẽ được hồi lại một lượng máu theo số lượng kẻ địch bị trúng đòn nhá. Tức là càng đông càng thích. Bất tử luôn nếu như mà đứng giữa một bầy quái á. Thế thôi. Thế còn ngoài ra ấy, mình nhận thêm được một phiến đá nhá. Đó. Cái Blasphemous Claw này. Nó dùng để đối phó với thằng Maliket nhá. Thế nào, để mình nói qua về thằng Maliket nhá. Thì thằng Maliket là một người anh em cùng mẹ khác cha của nữ hoàng Marika. Không biết nói như vậy có đúng không, nhưng mà thằng Maliket ấy chính là cái hàng rào phòng thủ cuối cùng của Marika khi mà những demigod đấy có ý định làm phản đó. Thì Maliket sẽ ra tay và trừng trị bọn họ nhá. Thì Maliket có nghĩa là cái chết của các demigod đấy, cái tên của hắn là như vậy đó. Thì Maliket ấy hắn được giao nhiệm vụ là giữ một cái mảnh rune tử thần nhá, rune of death đấy, cho nên là bất kỳ những kẻ nào mà bất tử ấy gặp mông Maliket này đều đều ra bã hết. Demigod mà thấy Maliket thì sợ vỡ mật rồi. Tuy nhiên đó, trong cái đêm mà con Radi nó thông đồng với thằng Lycat để ăn trộm cái mảnh rune of death đấy, thì sau khi mà nó khảm cái mảnh Rune of Death lên con dao và sai bọn Black Knight Assassin đi ám sát thằng Godwin đấy, thì để cảm ơn thằng Rykard đấy, con Rani đã tặng lại cái phiến đá này, cái phiến đá khảm Rune of Death này, cái Blasphemous Claw này cho thằng Rykard để làm phương án phòng vệ cuối cùng ấy, nếu như bị thằng Maliket nó tìm đến nó tính sổ á. Nhưng mà có vẻ như là ông Rykard này ông ấy khá là tự tin về cái việc là ông kết hợp với con mãng xà trở thành cái sinh vật bất tử ấy, cho nên là ông tặng cái Blasphemous Claw này cho con Tanit. Xong rồi con Tanit lại đem cái món này làm quà, làm phần thưởng để tặng lại cho thằng Bernard. Thì thằng Bernard trước nó là một một Tanit giống như mình ấy, nhưng mà từ sau khi mà Maiden của nó hy sinh để làm mồi cho ngọn lửa ấy, nhưng mà ngọn lửa không cháy, thế mới khổ. Thì ông Bernard này ông mất hết niềm tin vào việc chinh phục ngai vàng Elden Lord, và ông quyết định đi theo con đường của một kẻ phản đồ á, đó là ngăn cản bất kỳ những Tanit nào có ham muốn trở thành Elden Lord á. Không biết mình nói như vậy có chính xác không. Nhưng mà thằng Rykard đấy nó cứ tưởng là nó bất tử nhưng mà không. Đây là nó chưa gặp thả đi chi mà. Thế
chốc xử lý nhá. Thằng Maliket mặt mũi nó trông như thế nào thì chốc nữa các bạn sẽ biết ngay. Còn trong cái hộp này là một tấm bùa á, một tấm bùa huyền thoại đấy. Nó sẽ gia tăng thời gian hiệu lực của các loại phép, cả thần chú lẫn ma thuật, ma pháp. Thì cái bùa này á, nó mô tả về một con rồng bốn đầu á. Con rồng bốn đầu này chính là chúa rồng đấy. Thì sao nào? Trước thời đại của Chaos Tree và thời đại của con người á, thì loài rồng là loài sinh vật mạnh mẽ nhất thống trị cái vùng đất Lambertwin này á, và đứng đầu là một con rồng bốn đầu, chúa rồng cổ đại á. Chúa rồng cổ đại có thể được coi là hiện thân của một Greater Will á. Các Greater Will không thể trực tiếp nhúng tay vào vào vùng đất Lambertwin này đâu, mà phải thông qua các Elden Lord nhá. Thì chúa rồng chính là một Elden Lord cổ đại á. Tuy nhiên thì Greater Will của chúa rồng đã rời bỏ chúa rồng mà đi, cho nên là chúa rồng đã yếu đi rất là nhiều. Và trong một cái cuộc chiến nào đó ấy, có thể là cuộc chiến với Godwin Hoàng Kim ấy, chúa rồng đã bị mất đi hai cái đầu, mất đi hai cái đầu á. Điều đó khiến cho chúa rồng sợ mất mặt ra và trốn vào cái vùng tâm bão của Farumazula ấy, nơi mà thời gian không tồn tại ấy, để chờ đợi cái thằng cha Greater Will của chúa rồng quay trở lại. Nhưng mà xem ra là không ăn thua. Tức là chúa rồng bây giờ chỉ còn hai cái đầu đó. Thôi hết rồi nhỉ. Kể chuyện thế là cũng khá là kỹ rồi đó. Thả đi chim là hôm nay là kể hơi nhiều rồi. Chả mấy khi thầy Thá đi chim kể chuyện một cách say sưa thế này đúng không? Tức là có thể là Godwin đã là người chặt đứt hai cái đầu của chúa rồng đấy nhá, chứ không phải là thông tin chính xác đâu. Rồi, ok. Quay trở lại nhá. Nhảy xuống đây á. Qua qua chịu luôn.
này thì chúa rồng. Tưởng trốn ở tâm bão mà thoát ra. Đấy, chúa rồng cổ đại đã. Đấy là chưa gặp thả đi chim rồi hả? Nha. Thế còn đó, đây chính là tâm bão nhá, nơi thời gian không tồn tại. Các bạn có thể xài được cái kim của ông Mikela này để trục xuất cái ngọn lửa Frenzy Flame ra khỏi cơ thể nhá. Đó. Tuy nhiên thì mình sẽ chưa sử dụng cái kim này ngay. Mà mình sẽ để lát nữa nhá. Để đến cuối. Thế còn thôi, về. Chúa rồng bị bạo hành. Hai lần bạo hành. Một lần thì mất hai cái đầu, còn một lần thì mất xác. Thế còn mình sẽ muốn đổi cái ký ức của chúa rồng, lấy cái kiếm của chúa rồng nhá. Kiếm này khá là hay á. Xem nào. Hồi ức của chúa rồng Vlasidusak. Cái đó. Cảm ơn nhá. Kiếm một chúa rồng rất là ngon á. Cái kiếm của chúa rồng á, nó sẽ gây thêm 30% sát thương lên cái bọn rồng nhá, những cái con rồng cỡ nhỏ á. Và gây thêm 15% sát thương lên cái đám rồng cổ đại nhá. Những cái con rồng cổ đại ví dụ như là họ hàng với chúa rồng như là con rồng Lan Xây Sắc hay là con rồng Forty Sắc chẳng hạn thế. Tuy nhiên thì đứng trước đại cung của Radan thì rồng cũng chỉ là một con thằn lằn biết bay thôi. Sư tử đại cung huyền thoại đấy. Đấy, cách trị chúa rồng chỉ có thế thôi. Cứ để mimic lên trước mà tank nhá. Có con nào tank trâu thì cứ cho lên mà tank. Còn mình đứng đằng sau mình xả mưa tên, kiểu gì cũng chết, yên tâm. Thế con đi tiếp nhỉ. Lại quay lại về đây nhá. Hello.
die. Không cần quảng cáo. Lại thêm một vụ bạo hành. Đấy, cách trị đó đấy. Khi mà các bạn thấy nó múa may á, mà cái kiếm của nó đột nhiên nó sáng rực lên, nó vàng chóe ra ấy, thì căn cho chuẩn vào mà dùng cái Blasphemous Claw mà parry rồi nhá. Chứ parry bằng khiên thường là không ăn thua đâu. Không thì cứ dầm khô với nó cũng được, khiêu vũ với nó. Nhưng mà báo trước là mệt lắm. May là máu nó còn ít ý. Chứ máu nó mà dày như máu của con Malenia, khối thá địt không ngồi được vào ghế Elden Lord đâu. Thật sự luôn. Đấy, sau khi mình xử lý xong thằng Maliket ấy, thì cái tử ấn nó được giải phóng nhá. Và lúc này thì cái cây ớt truy nó sẽ bị đốt cháy hoàn toàn ạ. Và cái thủ đô Lendel á, nó cũng sẽ cháy tan hoang luôn nhá. Không còn là thủ đô hoàng gia nữa, mà lúc này nó sẽ trở thành thủ đô cho tàn ạ. Cây ớt truy ấy cháy đỏ rực cả một góc trời luôn. Các bạn thấy cái cây cái kiếm của chúa rồng khỏe không? Rúi kiểu gì cũng ngất. Rúi một phát không ngất thì rúi hai phát ngất hết. Lót đường cho mình đăng quang thành Elden Lord mà đập phá này, tán hoang hết cả. Sao? Chỉ là một cái bóng ma.
Đổ nát hết rồi. Có cái ông thả thịt này. Phá là giỏi. Thế còn cái thằng Gideon Omnia ấy, nó không biết lục lọi ở đâu được cái tờ di chúc của Marika. Thế là sau khi hắn hắn biết được cái nội dung của bức di chúc á, di thư, thế là hắn ta đã rùng mình sợ hãi và hắn quyết định là sẽ không làm Elden Lord nữa, mà hắn sẽ đứng ở đây và ngăn cản bất kỳ ai có mong muốn trở thành Elden Lord, trong đó có mình ạ. À, này thì ngăn với cả thơm mấy cái nào. Đó, phần thưởng là cái chày với cả cái bộ giáp của hắn nha. Mình bảo rồi, kiểu gì mình cũng sẽ xử cả chủ cả chó cho mà xem. Chẳng chơi chén. Cái chày của ông thần này, cái quyền trượng. Đây, cái bộ giáp của ông ấy đây. Khi hắn nhìn thấy di thư của Marika thì hắn đã rùng mình sợ hãi này. Cuối cùng thì mọi thứ đều có điểm dừng. Chuẩn. Mọi thứ nên có điểm dừng. Nhưng mà riêng mày nhá thì nên dừng ở dưới mò. Rất rất bổ láo. Nhận con nuôi về xong rồi từ mặt con chứ. Cái kiểu bố rất là ghét nhá. Không yêu thương được thì thôi. Đừng có lợi dụng. Mình rất là khó chịu với những cái loại người như thế ấy không? Không tính đến cái khoản nó để chó đi cắn càn á, thì riêng cái việc nó đối xử với cô Defeli á đã khiến cho mình rất là muốn đập thằng này ở hội bàn tròn rồi ấy. Chứ đừng nói là chờ đến lúc này á. Thế thôi. À quên, vẫn còn anh có hit. Xem nào. Có hit đâu ấy nhỉ? Đây, bay từ đây á. Chỗ này thì hay hơn. Thì sau khi mình giao cái lọ thuốc lãng quên cho Cohen đấy, thì Cohen đã uống cái lọ thuốc lãng quên đó và quên mất là tức là đã quên mất cái ông Goldmark đấy. Nhưng mà không phải là quên hoàn toàn đâu, mà chỉ là quên mất là hắn đang ở đâu thôi. Và Cohen đã trở nên rất là suy sụp sau khi không thấy Goldmark nữa. Cái thằng cha Goldmark ấy, hắn mò tới Lendel để ngắm cây ớt truy lần cuối á. Tí nữa mình sẽ thấy cái xác của hắn.
Nói chung là vì cái ông con mắc này mà anh có hit của chúng ta phải chết á. Khổ thân Coin. Lại thêm những cái chết lãng xẹt nữa. Chán nhỉ. Đó, tức là nếu ấy, các bạn không giao cái lọ thuốc lãng quên cho Coin đấy thì anh ấy sẽ mò tới lên đèo, mò tới thủ đô cho tàn và chết ở quanh khu vực này. À, tức là sau khi phát hiện ra là thằng cha quân Bắc hắn bị điên thì là anh ấy cũng suy sụp và tự sát ở đó. Còn nếu như mà trao cái lọ thuốc lãng quên cho Coin ấy thì anh ấy sẽ đau buồn vì không còn nhớ nổi quân Bắc hắn đã đi đâu á, và anh cũng chết ở đây, tội nghiệp. Nên là kiểu gì Coin cũng chết. Why Miyazaki? Why? Sao cứ phải để bạn tôi chết hết thế bây? Bay tới Forbidden Land nhá. Còn một tấm bùa huyền thoại nữa cần nhặt. Kiểu như là gì? Miễn là các người đau khổ là được. Niềm vui của mấy cái ông tác giả này đó là được nhìn thấy fan hâm mộ của mình đau khổ. Tôi là tôi chịu đấy. Có khi là may là còn được Nefeli ấy. Ít ra thì Nefeli cũng thay đổi suy nghĩ, trở thành một nhà lãnh đạo tốt, thay cho cái thằng Godric nó quá là suy đồi, còn đánh bóc nữa. Anh ấy cũng đã tìm thấy điểm an ủi ở trong giọng nói của mẹ. Mà khổ thân anh Bogart. Kể ra ấy, nếu mà mình không nói chuyện với Bogart lúc ở chỗ cái lều tôm á, cái túp lều bắc tôm ấy, thì Bogart sẽ không mò tới cái con hào ở Lendel và bán cua luộc ở đấy, để rồi bị thằng Đăng Gitter nó hấp diêm đến chết à. Nhưng mà đợt đấy mình chót nói chuyện với Ria rồi á, để lấy cái vòng cổ cho em ấy. Thế là kiểu gì thì kiểu Bogart cũng sẽ mò tới tìm cua và bán cua luộc ở chỗ con hào á. Mình vẫn cứ đinh ninh là phát đấy là mình cứu được Bogart rồi cơ. Má nó chứ. Làm nguyên ngày mình ăn cơm không thấy ngon. Cái con gái nó cứ hỏi sao hôm nay mặt bố cứ buồn buồn. Mình cũng chả biết trả lời ấy nào. Tội nghiệp. Con không cần đánh gao đâu kìa. Mặc xác mấy cái con quái thai đấy đi.
Rồi. Có giết chúng nó cũng chả rơi ra gì đâu mà. Quan trọng là khi lên đeo nó cháy thành tro á thì cái tấm bùa này nó mới chịu một lộ diện nhá. Tức là nó ngự trị ở trên một cái nhánh cây rất là bự á. Khi mà cái cây này nó cháy á thì cái nhánh cây này nó rơi xuống là mình có thể lút được cái tấm bùa này. Bùa xịn đấy, bùa huyền thoại đấy. Thấy chưa? Một tấm bùa huyền thoại nhá. Tăng rất là nhiều máu này, thể lực này và equip load. Mắc ngon, đeo luôn, why not? Thế còn vẫn còn một tấm bùa và một viên somber cuối đấy nhá. Xem nào, quay trở lại đây nhá. Đi theo hướng này á. Ở đây có một cái nắp cống nó mở ra. Nhảy cẩn thận nhá. Đó. Tức là cái cống này á, nó chỉ mở nắp khi bà chỉ khi cái len đeo á nó bị đốt thành tro thôi. Thế còn đây là một tấm bùa này. Cái tấm bùa này nó sẽ tăng rất là nhiều máu nhá. Hay chưa? Bữa xịn đấy. Tức là cái thanh máu của mình sẽ dài ra rất là nhiều. Thế thôi. Bây giờ thì đi theo hướng này. Cái ông Goldmark ấy, hắn mò tới đây, hắn ngắm cây ớt truy cháy xong rồi hắn lăn ra chết ở đây này. Đó. Và mình sẽ nhận được cái Mending Rune nhá. Thấy chưa? Mending Rune của Perfect Order này. Một mảnh rune có được từ tư tưởng của một vĩ nhân. Vĩ nhân gì cái thằng cha dở hơi. Vì hắn mà Coin của mình phải chết đấy. Tội nghiệp Coin. Thần tượng không đúng người. Đó, thế con mình sẽ nhận được cái bộ quần áo rách rưới của hắn nhá. Được rồi. Cứ tiếp tục ở đó mà suy ngẫm đi nhá. Bây giờ nhảy lên cái cánh con rồng này.
Hả? Đây, cái viên sâm bờ cuối của mình này. Không cần dây với con dở hơi kìa. Kệ đó. Thế thôi. Hết rồi. Không cần gì nữa đâu. Quay trở lại đây nhá. Chết. Chết luôn. Gấu hoàng cha đấy. Đấy, đấu trường thú đó khủng khiếp kìa. Người to thì con sau khi mình đốt trụi được cây ớt truy á thì cái bà đọc chỉ tay bà ấy sẽ lan ra chết nhá. Tuy nhiên thì mình vẫn có thể đổi đổi sức mạnh từ hồi ức này. Xem nào. Ký ức của Godfrey này. Chiến binh Horalu. Tức là Godfrey nhá, là một con người hoàn toàn bình thường, không hề mang dòng máu thần thánh một chút nào hết. Nhưng mà bằng cái đôi bàn tay trần của ông ta ấy, ông ta đã có thể tự giành lấy ngai vàng Elden Lord cho riêng mình. Rất là đáng ngưỡng mộ á. Thì còn đây là cái rìu của Godfrey này. Trước nó có hai lưỡi nhá, nhưng mà sau trận đánh với chúa tể khổng lồ á thì nó đã gãy mất một lưỡi.
từ sau trận đánh với chúa tể khổng lồ thì Godfrey cũng không còn đối thủ nữa, coi như là độc cô cầu bại luôn. Từ đó cái ham muốn chiến đấu của ông ta ấy, nó giống như là một ngọn lửa không không có oxy, nó dần dần lụi lụi tàn, không còn đối thủ để mà so tài. Mà đồng thời thì cái ánh sáng vàng trong đôi mắt của Godfrey cũng dần dần biến mất đó. Từ đó Godfrey bị trục xuất, bị lưu đày, không còn là Elder Lord. Khổ thật. Chúa tể của Badland đấy, vùng đất giữ á. Thế còn bác thợ rèn sau khi mình đốt trụi cái Earth Tree thì cũng mất trí luôn nhá, không còn nhớ mình là ai đâu. À. Tôi đốt chứ ai. Còn thằng thá đi vào đây nữa. Thế thôi. Coi như là hai thầy trò quyết định là sẽ ở lại hội bàn tròn này, không rời đi nữa. Nếu mà sập thì chết tự chịu gáo. Đừng bảo là tại thả đi chim vào đốt. Rồi, tạm biệt nhá. Hết rồi. Bye bye. Rồi, đi tiếp. Chết. Thế cho dài.
Ngạo. Mày múa đó đấy. Thật chưa? Đánh nhau với cả cái con Elden Beast này cực mệt luôn. Không khác gì mèo đuổi chuột. Mẹ này. Đó. Xong rồi đây. Đứng trước đại cung của Radahn, tất cả quy xuống nhá. Thế còn hiện tại thì trong cơ thể mình đang có cái ngọn lửa hỗn mang Frenzy Flame đấy, cho nên là các kết thúc khác đều bị khóa nhá. Mình chỉ có thể thực hiện được cái kết thúc chúa tể hỗn mang thôi, Lord of Frenzy Flame ạ. Đó, hủy diệt cả thế giới rồi đấy. Thế là mình cũng hóa ra trò rồi. Còn sót lại mỗi cái sáo gọi gựa thôi. Melina cũng bị đốt mất con mắt còn lại này. Tuy nhiên thì cái con mắt tật của Melina không hiểu vì sao bây giờ lại mở ra nhá. Có nhiều giả thiết cho rằng Melina thực chất là Glam Eye Queen ấy. Lord of Frenzied Flame. Nhưng mà giả thiết vẫn chỉ là giả thiết thôi. I will seek you as far as you may travel. To deliver you what is yours. Destined death. Đó, mình hoàn toàn không hề muốn làm cái kết thúc này một chút nào hết chứ. Hủy diệt cả thế giới. Đã thế lại còn để Melina ghét mình như vậy, truy đuổi mình tới cục trời cuối đất này để báo thù như thế thì chả hay hò gì cả. Còn hãy đến với kết thúc tiếp theo nhé. Ở kết thúc này thì mình cần phải bay tới một nơi. Bay tới Farumazula, nơi mà chúa rồng đang ngự trị ạ. Đã từng thôi nhá. Đó, thì đây chính là tâm của cơn bão cổ đại này,
nơi mà thời gian không tồn tại á. Đứng ở vị trí này, các bạn có thể sử dụng cái kim của Mikela để trục xuất cái ngọn lửa hỗn mang Frenzy Flame ra khỏi cơ thể á. Đứng ở đâu cũng được, xung quanh cái đấu trường này. Đó. Và sau khi mình sử dụng cái kim ấy thì mình sẽ khôi phục lại cái hình dáng ban đầu. Thì do mình hoàn thành cái nhiệm vụ của thằng Bare mà, cho nên là mình được phong làm hiệp sĩ thuần huyết. Vì là hiệp sĩ thuần huyết cho nên mắt mình nó đỏ lòm như thế này. Mình không thích mắt đỏ. Xấu. Về sửa. Thả đi chim là con người trong hình thức. Rồi, bây giờ lại xinh đẹp rồi, có thể đi làm Elder Lord được rồi. Đó, sau khi trục xuất được cái ngọn lửa hỗn mang á, thì ở đây sẽ xuất hiện một cái summon sign á. Thế còn ở đây sẽ xuất hiện bốn cái lựa chọn. Thì cái lựa chọn đầu tiên là gắn lại Elden Ring này, thì các bạn không cần thiết phải thu thập mấy cái mảnh Mending Rune đâu, cứ đập xong thằng Radagon và Elden Beast là xong nhá. Fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. Kỷ nguyên vụn vỡ. Đó. Thì ở kết thúc này thì trật tự thế giới sẽ được khôi phục lại nhá. Tuy nhiên thì nó sẽ không không thể hoàn toàn giống như cũ được đâu. Bởi vì dẫu sao thì cái thằng thán đi chim này nó cũng đã đập phá mọi thứ tan hoang hết cả rồi. Sẽ cần một khoảng thời gian khá là lớn để xây dựng lại mọi thứ nhá. Ok, thế hãy cùng đến với kết thúc tiếp theo nhá. Ở kết thúc này thì các bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ cho Goldmark và Coin để có thể sở hữu được cái mảnh Mending Rune of Perfect Order nhá.
fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord in our home across the fog, the lands between. Đó, thì ở kết thúc này thì trật tự thế giới sẽ được khôi phục lại, nhưng mà theo một cái cách nó hoàn hảo hơn. Nhưng mà không phải là tốt đẹp hơn đâu. Con người sẽ không bao giờ được chết, không bao giờ được siêu thoát. Cứ vĩnh viễn phải lặp lại một cái vòng lặp là chết thì lại phải quay trở về cây ớt tree để tái sinh, còn thân xác thì trở thành dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho cái cây ớt tree đó. Các bạn cứ hình dung là sống hàng nghìn năm mà cứ chết rồi lại tái sinh, rồi chết thì lại tái sinh, thì nó sẽ khốn khổ đến mức độ nào rồi đấy. Cho nên là trông có vẻ hào nhoáng, có vẻ sáng chói vàng rực thế thôi, nhưng mà mình cũng thấy là cái kết thúc này không phải là một kết thúc tốt đẹp. Thế còn đến với kết thúc tiếp theo nhé. Ở kết thúc này thì các bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ cho con Fia và sở hữu được cái mảnh Mending Rune of the Dead Prince nhá. Fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord in our home across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Như vậy là từ nay những người chết ấy, họ sẽ hoàn toàn được siêu thoát, không còn phải sống trong cái kiếp sống khốn khổ của một con thây ma nữa. Thì theo mình đây không phải là một cái kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng mà nó là cái kết thúc hoàn hảo nhất nhá. Thì như vậy thì cái Elden Ring mới thực sự được trao trả lại cái giá trị vốn có của nó. Con người nên được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Như vậy thì họ mới có thể trân trọng từng cái khoảnh khắc trong cuộc đời. Theo mình hiểu thì là như vậy. Thế còn để với kết thúc tiếp theo nhé.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình thực hiện cái kết thúc này nhá. Thì để có thể thực hiện được cái kết thúc này thì các bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ cho thằng Dung Eater và sở hữu được cái mảnh Mending Rune of the Falcon nhá. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Như vậy á thì các thế hệ con cháu của chúng ta ấy, sẽ kế thừa cái ý chí ghê tởm của thằng Dagitter, trở thành một cái lũ thú vật chuyên đi giết người và hiếp dâm xác chết. Và cái vòng lặp này nó sẽ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ cái vùng đất Land Between này trở thành một cái hố phân nhá. Thật sự là một cái kết thúc đáng ghê tởm luôn. Mình sẽ không bao giờ lặp lại cái kết thúc này thêm một lần nào nữa. Thế còn để với kết thúc tiếp theo nhá. Ở kết thúc này thì các bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ cho con Rani và triệu hồi nó lên nhá. Battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here
beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Như vậy thì Corradi sẽ thay thế cho Marika và lập lên một cái trật tự mới nhá. Trật tự của mặt trăng lạnh giá và những vì sao. Thế nhưng mà đây có thật sự là ý đồ của Corradi không? Bay tới Radirai nhá. Ở đây sẽ xuất hiện một cái checkpoint mới nhá. Ngồi xuống và nói chuyện với búp bê Randy. I take it thou hast noticed. I shouldn't be surprised. I thought I might expound a little further upon the order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith and touch all become impossibilities. Which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only lord? Như vậy là cái trật tự của con Randy ấy, nó chỉ nhằm mục đích là cho bản thân nó thôi, cho sự ích kỷ của nó thôi, chứ nó không hề quan tâm gì đến cư dân của Land Between cả. Nó muốn nhấn chìm cả thế giới này vào trong một cái bóng tối vĩnh hằng á. Thì đây cũng là một cái kết thúc không mấy là tốt đẹp nha. Đây là theo ý kiến cá nhân của mình. Còn có nhiều bạn cho rằng là do là phiên dịch ấy, cho nên là ý nghĩa của cái One Daddy nó có thể hơi bị bóp méo được một chút. Nhưng mà nói chung là theo mình hiểu thì là như vậy. Còn ý kiến của các bạn như thế nào thì các bạn có thể để lại bình luận nhé. Thế còn từ tập sau trở đi thì mình sẽ dành để xử lý nốt các dungeon, các con mini boss. Những cái tập đó thì các bạn có thể xem cũng được mà không xem cũng được, đỡ tốn thời gian của các bạn nhé. Thế còn video của mình cũng khá là dài rồi, mình xin phép là kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nhé. Xin chào.